Hai quả trứng nha. Mình sẽ cho cả đường nữa. Mình thì sẽ cho 5 thìa đường vào đây. Tiếp đến chúng ta sẽ đánh đều lên. Trời ơi. Oh my God. Xin lỗi các bạn vì sự hậu đậu của mình nhé. Đấy, nếu như mà các bạn thấy nó đặc ấy thì hãy nhớ cho thêm nước lọc nha. Vừa nãy mình đã cho rồi. Quên mất không quay rồi các bạn thông cảm nhá. Như thế này là được rồi đấy các bạn ạ. Đấy, sệt sệt rồi đấy. Đây. Mình sẽ bật lửa nhỏ để cho nó chín đều nhá. Đấy, thế này là được rồi này các bạn. Trời đất ơi, thơm nức mũi luôn. Đây được rồi. Cái đoạn mà cho một lớp dầu mỏng ở trên thìa này này, các bạn làm thì làm, không làm cũng được nha. Bởi vì chẳng qua là mình làm thế để xem nó có bị dính bánh hoặc không, nhưng mà nó vẫn dính bánh bình thường. Đấy, chờ đợi nè. Wow, rất là hấp dẫn luôn. Ui, mình chiên hơi cháy rồi các bạn ạ. Mình rán hơi cháy rồi. Nhưng mà không sao, như thế này cũng rất là ngon rồi. Rồi, đây mình sẽ gấp ra. Nhanh, thôi cháy. Đây, mình sẽ cho những chiếc bánh này lên đây để cho nó bớt dầu đi nha. Ăn cho nó healthy. Healthy là cái gì? Đây. Đâu đây? Đây. Bánh rán thơm ngon với tất cả các bạn. Đây, ăn bánh rán thì không thể nào mà quên sốt chấm được với bột canh. Ăn bánh rán mà chấm với bột canh á? Ngon mà chị. Được rồi, ăn thôi. Mời các bạn nha. Ngon quá. Thế nào, ngon không? Ngon quá. Đây là lần đầu tiên mình ăn bánh rán bột mì chấm với bột canh ấy các bạn. Mời các bạn nhé. Ngon nhỉ chị nhỉ? Mặn lè. Ngon mà. Theo mình thì thấy không ngon các bạn ạ. Ngon thật. Chị bảo ngon. Ăn xong bây giờ mới nhận được rõ vị. Nó kiểu mặn mặn, hơi cay cay ấy các bạn ạ. Như kiểu là bánh bột mì mặn ấy. Bánh rán bột mì phải chấm với nước sốt này này mới ngon. Đây là nước sốt bí quyết đặc biệt của mình các bạn ạ.
rất là đậm đà. Nhưng mà em chẳng thấy cay chỗ nào. Được. Rất là ngon luôn các bạn ạ. Nào. Chị ơi. Em muốn đi họp chị ạ. Chị đừng gây án hết với em nhé. Em cũng chưa gì đã đi họp rồi các bạn ạ. Phải ăn hết lần trước khi em cũng vào. Bây giờ thì vấn đề dành cho em đấy. Thật tâm đây. Thật. Em ăn đi. Dược. Ngon lắm các bạn ạ. Chị nhớ quá em ạ, em lo chưa? Nhớ rồi. Thế ạ, cũng còn nhiều bánh chắc. Thôi để mang vào để dành cho em nữa. Các bạn đón xem video, hãy nhấn like, đăng ký, rung chuông và chia sẻ. Ôi em Lộc à, vào đây nào. Em cho các chị xôi à. Chị cảm ơn nhé. Ăn xôi tráng miệng. Không ăn ngon rồi. Ăn xôi tráng miệng. Ngon. Các bạn đón xem video, hãy nhớ nhấn like, đăng ký, rung chuông và chia sẻ ủng hộ chị em mình nhé. Bye bye.